Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm nhà nước và nhân dân cùng làm, mở rộng đường xóm 6 mét gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã ban hành nghị quyết 07 về lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6 mét giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết này được đánh giá là một nghị quyết đúng và trúng khi xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Người người, nhà nhà thi đua, hiến đất mở đường. Nông thôn Đại Từ đang chuyển mình mạnh mẽ. Xác định muốn phát triển kinh tế, giao thông phải đi trước một bước. Song không phải lúc nào chính quyền địa phương cũng có đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Và trong lúc khó khăn ấy, người dân đã là nguồn lực mạnh mẽ nhất thông qua hành động hiến đất làm đường. Dẫu cho đó là tài sản lớn nhất của gia đình, họ vẫn sẵn sàng hiến cho địa phương. Và câu chuyện về những người dân đầu tiên của xã Văn Yên tự nguyện hiến đất để mở rộng đường xóm 6 mét đã lan rộng. Tôi thì hộ nghèo thật nhưng mà tôi cũng làm đường thì là tôi cũng nhất trí mà. Đất đây là đất thổ cư của nhà tôi. Muốn hiến đất để làm đường cho nó giao thông, cho nó rộng. Khi lòng dân đã đồng thuận, những vướng mắc khó khăn khi tuyên truyền, vận động hiến đất của cán bộ cơ sở lại được chính những người dân tham mưu đưa ra những kế sách hay và hiệu quả. Việc gia đình chị Đinh Thị Hòa, xóm giữa 2, xã Văn Yên, chủ động bỏ ra số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình đối diện hiến đất đủ mở rộng đường giao thông lên 6 mét là một minh chứng. Gia đình tôi là đất nó quá chật, cán bộ mà vận động được nhà bên mà hiến bỏ đất ra thì gia đình tôi là sẽ là bỏ tiền. Nhà người ta cũng nhất trí thì tôi bỏ tiền. Từ điểm sáng khởi đầu hiến đất, hiến tài sản trên đất, mở rộng đường xóm 6 mét tại xã Văn Yên. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ ban hành nghị quyết 07 về lãnh đạo thực hiện phong trào mở rộng đường xóm 6 mét giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Đại Từ. Nghị quyết đã đưa phong trào mở rộng đường xóm 6 mét đi sâu vào đời sống và trở thành hành động đẹp vì cộng đồng của người dân Văn Yên. Cơ sở đến đây chúng tôi xin biểu dương các hộ gia đình trong xóm đã tham gia mở rộng đường thuộc xóm. Anh Trần Văn Hào, anh Lê Văn Chỉnh, anh Nguyễn Đức Hà, anh Trần Văn Duyệt. Tiếng loa như thúc giục người dân gác lại việc gia đình, vượt qua lợi ích cá nhân, chung tay cùng xóm mở đường. Vì lợi ích chung, gia đình anh Trần Văn Việt đã không chỉ hiến đất và tường rào mà còn chủ động tháo dỡ một phần ngôi nhà đang ở để phục vụ thi công đường xóm. Gia đình tôi là cũng nhất trí là tháo gỡ cả nhà ra để hiến đất cho địa phương để làm đường cho nó đủ 6 mét, cũng xáo trộn gia đình một tí và cũng vất vả thêm nhưng chúng tôi cũng rất là phấn khởi là được cái đường rộng rãi. Thực hiện lời dạy của Bác, một tấm gương sống có giá trị bằng 100 bài tuyên truyền và đảng viên đi trước là nước theo sau, để người dân hiểu và đồng thuận hiến đất trong thời buổi đất quý hơn vàng. Các cán bộ đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu để nhân dân noi theo. Ông Vũ Văn Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Yên đã chủ động tích cực phối hợp với làng xóm phá dỡ tường rào kiên cố của gia đình. Ánh nhìn kiên định của người cán bộ như tiếp thêm động lực cho những con đường ngày càng rộng mở. Trước hết vận động anh em nhà mình, gia đình nhà mình là hiến đất, rồi tháo dỡ các công trình để cho địa phương thực hiện nhiệm vụ. Một khi nhà mình đã tháo dỡ rồi thì nhân dân xung quanh người ta nhìn vào thấy mình làm rồi là người ta sẽ làm theo. Chúng tôi đang phấn đấu là trong năm 2023 này là chúng tôi hoàn thành 15 trên 15 xóm thực hiện cái việc mở rộng đường 6 mét. Từ năm 2022 trở về trước, Văn Yên có khoảng 45 km đường giao thông, chủ yếu là đường nhỏ hẹp.
đường trục chính rộng từ 2,5 đến 3,5 mét. Đường ngõ, xóm đều rộng dưới 2 mét. Giờ đây, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, những con đường bê tông 6 mét xuyên qua những công trình kiên cố, chạy dọc xóm Đình 2, địa phương đầu tiên của xã Văn Yên thực hiện nghị quyết 07 là minh chứng rõ nét cho việc khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Như trước, xe vào là khó khăn, hai xe không tránh được nhau, hai ông tài xế còn cãi nhau cả với người dân, nhưng bây giờ đây đường rộng như này là không phải gì nữa rồi. Bà con chúng tôi cũng rất là phấn khởi, đang muốn kéo thêm dài những cái đoạn đường như thế này ở trong thôn xóm. Đại Từ có trên 450 km đường xóm và liên xóm, trong đó trên 100 km có nền đường rộng từ 5 mét trở lên và trên 300 km có nền đường dưới 5 mét. Với quan điểm, nhà nước và nhân dân cùng làm, mở rộng đường xóm 6 mét gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm thu hút các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào hiến đất và tài sản để mở rộng đường. Phấn đấu đến hết năm 2025, hệ thống đường xóm, liên xóm cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Sau khi triển khai, nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy được tinh thần đoàn kết và nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp tại 29 xã, thị trấn. Khi triển khai nghị quyết thì nhận được cái sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân. Và khi đến đâu vận động thì là hầu hết bà con nhân dân là đều đồng lòng, sẵn sàng là hiến đất và phá rỡ tường rào các công trình xây dựng để mở rộng nền đường. Chúng tôi thực hiện mở rộng là 14,9 km, nhân dân rất chia đồng tình ủng hộ, hiến đất, hiến tài sản. Đây cũng là một trong những cái mà nghị quyết hợp với ý đảng lòng dân. Đảng ủy xã Lãng đã nghiêm túc triển khai thực hiện với phương châm của xã là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thế và quan điểm của nhân dân ý, việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Không những chúng tôi giải phóng được 6 mét mà đã giải phóng được 7 mét và cũng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân. Phong trào mở rộng đường 6 mét đã lan rộng trên khắp các địa bàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện với mong muốn xây dựng quê hương Đại Từ ngày càng giàu mạnh. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi xuống các xã, thị trấn trên địa bàn để tham gia vào phong trào mở rộng đường 6 mét của người dân. Liên tiếp hơn 2 tháng, đoàn công tác của xã Phú Lạc và các xóm trên địa bàn đã không quản ngại vất vả, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền vận động người dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường xóm 6 mét. Gia đình tôi là hiến đất cho tập thể của nhà nước, hơn 100 mét vuông bờ rào và hơn 200 mét cây chè đang phá. Gia đình tôi rất nhiệt tình, không vướng mắc vui vẻ. Gia đình đã tạo điều kiện cho xóm Đồng Bằng cũng như Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc hoàn thành về cái nhiệm vụ hiến đất mở đường 6 mét. Đồng Bằng cũng đã quyết tâm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục theo chân cán bộ tuyên truyền, chúng tôi không khỏi xúc động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các hộ dân vốn còn nhiều khó khăn về kinh tế, song luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích gia đình vì sự phát triển chung của địa phương. Bê tông hóa 3 mét, nếu mà sinh hoạt thì chưa đủ. Tôi rất là ủng hộ cái vấn đề mở đường bê tông 6 mét. Gia đình tôi xin hiến đất, hiến tài sản trên đất. Tôi đồng ý, tôi không đòi hỏi một thứ gì đền bù cả. Đảng bộ xã Phú Lạc thì triển khai nghị quyết của huyện là so với mặt bằng chung của huyện là chậm nhất. Thế nhưng mà phấn đấu là đầu năm 2025 thì Đảng bộ xã Phú Lạc thì sẽ phải quyết tâm hoàn thành. Đến với phong trào mở rộng đường xóm 6 mét tại các địa phương, chúng tôi tiếp tục ghi nhận những câu chuyện đầy chân thực và xúc động bởi sự quên mình vì tập thể của người dân vùng đất APK Đại Từ. Khi có gia đình ở xã Minh Tiến đã vượt qua rào cản của quan niệm tâm linh để di dời phần mộ người thân, lấy đất, phục vụ làm đường với ý nghĩ tốt đẹp rằng người đã khuất cũng sẽ ủng hộ những việc làm vì lợi ích chung của xóm. Cùng chung ý nghĩ vì sự phát triển của địa phương, người dân Đại Từ dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng hiến đất và tài sản trên đất theo tinh thần nghị quyết 07, tất cả vì sự phát triển của địa phương. Ban vận động của xóm không phải đến không phải một câu này nhỉ, mà tôi nhất trí là hiến đủ đường 6 mét. Gia đình nhà tôi là cũng vào nhà vào hiên cái cả đấy, nhưng mà tôi sẵn sàng, không có gì thắc mắc. Cái hiến là mình tự nguyện, mình tự tâm mình cảm thấy thoải mái, mình bỏ đất mình không có gì là ngại, rất thoải mái. Con cháu tôi động viên tất cả các cháu bên này là một loạt là hiến đất hết. Bản thân chúng tôi là phấn khởi lắm, từ hiến đất rồi là lao động đóng góp là chúng tôi nhất trí hoàn toàn. Mọi người là thấy hay quá, đẹp quá thì người ta mới ủng hộ như này.
Phong trào mở rộng đường xóm 6 mét là bài toán khó, không dễ thực hiện. Bởi phần lớn các diện tích đất đều đã có kiến trúc và các công trình dân sinh được xây dựng kiên cố. Phong trào thực hiện từ việc huy động sức dân, nhân dân là hạt nhân, các xóm cộng đồng dân cư là chủ thể, chủ trì phong trào. Khó càng thêm khó. Thế nhưng, dù khó đến đâu, với sự động viên, sát sao và đồng hành không ngơi nghỉ của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp khi trực tiếp tham gia các công việc tại cơ sở với người dân và những ngày cuối tuần đã góp phần lan tỏa tinh thần nghị quyết ngày càng sâu rộng trong nhân dân. Và với địa phương tham gia mở rộng đường xóm 6 mét có thể cùng với bà con nhân dân là tiếp tục đi vận động tuyên truyền những hộ còn băn khoăn chưa hiểu rõ, nên là qua đấy là đã giúp cho cơ sở là tiếp tục tuyên truyền và tạo sự đồng thuận cao. Với các đợt ra quân chính vào mỗi dịp cuối tuần, đến nay với sự đồng hành hỗ trợ từ 29 tổ công tác của huyện, các địa phương đã giải phóng mặt bằng, mở rộng nền đường được 152 km, thi công gần 110 km nền đường và trên 30 km mặt đường. Người dân đã hiến gần 300.000 m2 đất với tổng giá trị công trình và tài sản trên đất là trên 48 tỷ đồng. Mở rộng đường xóm 6 mét trên địa bàn toàn huyện thì sẽ đem lại một cái giá trị rất lớn và nó sẽ phát triển kết cấu hạ tầng không những phục vụ nông thôn mới và như vậy cái đô thị của Đại Từ sau này cũng sẽ trở lên văn minh và hiện đại hơn. Tôi giả soát nếu như làm việc này sẽ có khoảng 400 km đường xóm của huyện sẽ mở rộng lên 6 mét. Thế và cái sự đóng góp nhân dân cũng như sự tham gia như vậy sẽ tạo một nguồn lực rất là lớn. Vậy nay để đang triển khai tích cực và bước đầu thì cũng đã được cán bộ đảng viên và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Gia đình không mong muốn gì là cái đền bù gì cả mà cũng là mục đích chính là hiến đất để cho làm đường xóm cho nó đẹp. Gia đình cũng đồng thuận và nhất trí cao là tự tháo dỡ các công trình, cũng vận động bà con nhân dân dọc khu xóm đấy là cùng nhau thực hiện. Nếu mà ở 6 mét, 12 mét gia đình lại tiếp tục hiến đất, hiến tài sản. Đúng rồi, rất ủng hộ những cái mà đảng và nhà nước tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Chủ trương đúng, trúng lòng dân đã đưa nghị quyết về việc mở rộng đường xóm 6 mét đi sâu vào cuộc sống, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tập hợp, củng cố sức mạnh đoàn kết toàn dân, tất cả đồng lòng, chung một ý chí, vì một quyết tâm, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh, đưa Đại Từ trở thành vùng đất đáng sống, bình yên và phát triển.